Từ ngày 15 tháng 8, biển số đăng ký ô tô xe máy sẽ gắn liền với người thay vì gắn liền với phương tiện như trước đây. Việc thực hiện thông tư này gây ra nhiều khó khăn cho người dân, đặc biệt là những người kinh doanh xe ô tô đã qua sử dụng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại showroom ô tô Đại Dương ở đường Trường Chinh, thành phố Hải Dương, anh Phạm Tất Thành đang tư vấn cho khách hàng mua xe ô tô cũ. Theo anh Thành, việc áp dụng quy định biển số xe định danh ảnh hưởng nhiều đến lĩnh vực kinh doanh xe ô tô cũ bởi quy định mới có nhiều điểm chưa rõ ràng khiến cả người mua và người bán đều rất mơ hồ. Đi mua xe cũ này thì mình chưa có điều kiện mà sang tên đổi chủ thì cứ để đấy mà đi thôi. Đó. Còn bao giờ như là có điều kiện mà một là thay được xe khác, hai nữa là như là mà không muốn thay xe khác mà xe này muốn để đi lâu dài thì lúc bây giờ mình sang tên đổi chủ thì có ảnh hưởng gì không? Người dân người ta chưa hiểu cái định danh như thế nào, mà bản thân mình thì thực ra mà nói thì cũng chưa hiểu hết được, đang rất là mông lung để chờ qua 15 tháng 8 thì người ta tiếp tục là xem cái cơ chế thực ra nó như thế nào đấy. Thì thực ra mà nói thì cũng người dân cũng đang mơ hồ lắm. Chỉ trên tuyến đường Trường Chinh và đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương đã có hàng chục showroom mua bán trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Quy định mới cần chủ xe cũ có mặt để hoàn tất các thủ tục thu hồi biển số đã cấp, sau đó phải bấm lại biển số mới để định danh. Trong số hàng trăm chiếc xe cũ này, phần lớn đều có hồ sơ đầy đủ, nhưng không phải xe nào cũng dễ tìm được người đứng tên chính chủ. Chính vì vậy, tại thời điểm này, khi quy định biển số xe định danh có hiệu lực đã gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh buôn bán của các cửa hàng. Theo một số chủ showroom, thông tư mới có nhiều điểm bất cập cần được nhà nước và các cơ quan chức năng nghiên cứu xem xét. Có những xe nó còn ủy quyền các thứ sang nữa, sang một hai chủ các thứ nữa rồi, thì nó khó lắm, lại yêu cầu chủ gốc của nó thì là sao, tìm đến nhà người ta đã khó rồi, nói gì bảo là nhờ người ta đi rút cho. Trước là người ta sẽ có những cái hợp đồng ủy quyền mua bán, như bọn em mua một cái xe đem ra em ủy làm hợp đồng mua bán giữa chủ cũ với chủ mới là tại hợp đồng mua bán công chứng, nhưng bây giờ rút hồ sơ thì lại phải yêu cầu chủ cũ trực tiếp ra công an thì cái hợp đồng công chứng giữa bọn em ủy quyền thì lại không có tác dụng. Bây giờ ở trên chủ trương thông tư 24 xuống, nhưng mà bây giờ mỗi một tỉnh hay là một huyện đều là có những cái định quy định khác nhau, nên bây giờ bọn mình chỉ muốn là làm sao mà có một cái văn bản hướng dẫn cụ thể rõ ràng để là người mua người bán có thể thực hiện được giao dịch cho đầy đủ hơn. Bản thân những người có xe, những người kinh doanh xe hay tất cả mọi người cũng đang lúng túng, bởi vì sao? Thủ tục rút hồ sơ cũng có vấn đề, chưa thống nhất được. Thủ tục nhập tên cũng chưa thống nhất được. Hồ sơ thì bây giờ sẽ tăng thêm kể cả về vấn đề thuế của người chủ cũ. Nhưng bản thân chúng tôi là người dân thì lại không được truy cập để tra xem là người chủ cũ còn nợ thuế hay không. Phạt nguội cũng như vậy, cho rút hồ sơ nhưng đến khi đi nhập tên mới kiểm tra là xe có đủ điều kiện sang tên hay không. Vì vậy cho nên xe sẽ bị treo. Từ ngày 15 tháng 8, thông tư số 24 năm 2023 của Bộ Công an quy định việc cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Trước những bất cập trên, đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất những giải pháp tháo gỡ để hỗ trợ người dân thuận lợi hơn trong kinh doanh buôn bán.